Người nha, hiện tại bây giờ là 6 giờ sáng rồi. Mình đang có mặt ở cái khu mà cầu gỗ Săn Mây nè, ở đầu chạy cầu đất nè. Cầu gỗ Săn Mây tuy là địa điểm mới nổi nhưng lại có lượng khách quan tâm rất đông. Ai ai cũng mong muốn được một lần chiêm ngưỡng và thưởng thức tiên cảnh tuyệt trần của chốn cao nguyên Lâm Viên. Nếu muốn săn mây ở cầu gỗ thì bạn nên khởi hành từ thành phố Đà Lạt vào khung giờ 4 giờ đến 4 giờ 30 sáng, di chuyển theo hướng từ trại mát đến điểm săn mây. Tùy thuộc vào tốc độ xe mà bạn có thể lựa chọn giờ xuất phát phù hợp. Nếu bạn là người mới đi săn mây ở cầu gỗ lần đầu thì nên khởi hành sớm hơn và xem lịch di chuyển từ Đà Lạt để tiết kiệm thời gian. Đông, rất là đông mọi người săn mây luôn chỗ này. Thức dậy từ 4 giờ rưỡi á, mình khởi hành mình đi tới đây. Đi Đà Lạt là phải thức dậy săn mây nha. Mọi người phải lưu ý đi sớm mình thấy ra được nhiều sương mù lắm. Trời mây đẹp quá trời luôn, cho cả nhà xem. Mình mới đến đây 1-2 lần rồi, mình vẫn muốn đi lần nữa. Tại vì mỗi một ngày đó, mây nó sẽ khác nhau. Mình hên thì mình đi ngày mây đẹp, mà mình không hên thì mình cũng đi ngày mây không đẹp thôi. Nhưng mà nếu mà xui nữa thì sẽ đi ngày không có mây luôn. Bữa nay mây quá trời đẹp luôn, mình sẽ cho cả nhà xem nha.